án của chúng tôi đã thực hiện được 2 năm. Đề tài KC08-09-16-20 đã thực hiện được 2 năm tại xã Việt Đảo Việt Hải về phân loại rác. Và chúng tôi muốn đánh giá tìm hiểu xem là các bạn nhỏ ở đây đã có ý thức như thế nào về phân loại môi trường rác cũng như là bảo vệ môi trường. Chúng ta bạn. Pin đã qua sử dụng trong các thiết bị như đồng hồ, điều khiển tivi, đèn pin, đồ chơi trẻ nhỏ ở Việt Hải. Thế bây giờ là mình đã được biết là cái thùng pin sau đó thì sẽ đứt vào thùng. Thế bây giờ cái thùng này để làm gì? Để đựng pin. Thế pin thì gồm thì các cháu là thường thường dùng pin là để làm gì nhỉ? Để lắp vào máy. Lắp vào máy và đồ chơi đúng không? Vâng. Thế sau khi dùng hết pin rồi thì mình sẽ cho vào đâu? Cho thùng. Trong thùng này có cho túi ni lông, hộp sữa, cái gì vào đây không? Không. Đúng rồi. Thôi nào bắt tay hai đồng chí cái. Dê. Đấy.